Đang xin chào bạn. Sau này đang xin giới thiệu các bạn cần tay GB kép. Chiều dài 4 mét rưỡi. Độ cứng 5H. Mới 100%. Đây mình là sản xuất. Nhiều cái kép vậy bạn. Phần chơi cần Space CA Power Sim. Đốt ngọn đầu alo này chống xoắn này các bạn, bạn xoay chống xoắn. Thông số của cần này đang phát sinh đọc các bạn xem. Thông số cần là chiều dài là 4m55. Thu gọn là 1m08. Độ cứng 5H. Đốt ngọn này 1,3 ly. Đốt gốc là 24,5. Nặng 135 g. Nhức tĩnh là 1,5 cân. Đó, mình đốt một đoạn xem. Muốn đốt rồi ạ. Vừa rồi Hải Đăng xin giới thiệu các bạn cần tay GB kép chiều dài 4,5 m, độ cứng 5H, trọng lượng là 135 g. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.